Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Giáo sư Đông Y gần như bị mù nhưng tôi đã tự làm mình sáng mắt lại theo cách này. Bệnh về mắt như giảm thị lực, cận thị, viễn thị, đục thủy tinh thể ngày càng trở nên phổ biến. Bí quyết của giáo sư Đông Y đơn giản này sẽ giúp bạn bảo vệ tốt đôi mắt quý giá của mình. Sắp mù đã sáng trở lại. Một trong những kinh nghiệm vô cùng quý giá về phương pháp điều trị thị lực của giáo sư Hạ Phổ Nhân, một danh y đại sư của Trung Quốc, được Hội Y học Trung Quốc gọi là thần châm, bậc thầy giỏi như thần về châm cứu, được giới thiệu sau đây có thể là thông tin tham khảo tốt cho người có bệnh về mắt. Khoảng 30 năm trước, giáo sư Nhân có bệnh về mắt đục thủy tinh thể gần như bị mù. Trong bối cảnh đó, điều kiện chữa bệnh chưa hiện đại như ngày nay, ông đã dùng các biện pháp điều trị theo Đông y và mắt sáng rõ lên theo thời gian. Áp dụng những phương pháp tập luyện đơn giản hàng ngày, đến nay giáo sư Nhân đã 85 tuổi nhưng ông vẫn có thể đọc sách báo, chơi bài mà không cần phải đeo kính. Thị lực của ông khá ổn định và đủ sáng để làm việc bình thường, điều này quả thực là một sự ngạc nhiên kỳ diệu. Do xu thế sử dụng công nghệ, thị lực của chúng ta đang giảm đi đáng kể, đặc biệt là ở trẻ em. Giáo sư Nhân rất lo lắng về vấn đề này, ông khuyến khích mọi người nên duy trì tập luyện cho đôi mắt, vừa không tốn kém tiền lại hiệu quả lâu dài. Mỗi ngày chỉ cần thực hiện 3 việc đơn giản sau đây: 1. Xoáy mắt, làm mắt tinh, thông huyết, ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần khép mắt nhẹ, thư giãn, xoay tròng mắt theo chiều kim đồng hồ 36 lần, đổi chiều ngược lại xoay tiếp 36 lần. Nếu kiên trì tập luyện phương pháp này, các bệnh về mắt sẽ giảm đi thấy rõ, không chỉ có tác dụng chữa đục thủy tinh thể, viễn thị, hoa mắt mà còn có tác dụng phòng chống cận thị hiệu quả. Giáo sư Nhân cho biết, đây là bài tập được đánh giá cao từ xưa đến nay, giúp làm máu chạy nhanh hơn, một số cặn bã được đào thải nhanh chóng, từ đó hạn chế được triệu chứng đục thủy tinh thể phát triển. Y học hiện đại cũng đã phát hiện ra rằng khi xoay chuyển mắt có thể giúp cho mao mạch mắt hoạt động, đẩy tuần hoàn máu, do đó cải thiện sự trao đổi chất trong máu, giúp kiểm soát sớm bệnh đục thủy tinh thể. 2. Bấm huyệt thừa khớp, chống viễn thị, giảm cận thị. Dùng ngón trỏ bấm vào huyệt thừa khớp, hướng mắt thẳng về phía trước, tròng đen nhìn xuống dưới. Huyệt thừa khớp nằm ở xương hốc mắt dưới. Dùng ngón tay trỏ day bấm nhiều lần. Kể từ năm 47 tuổi, giáo sư Nhân đã có dấu hiệu mờ mắt, giảm thị lực, phải đeo kính độ nặng nhưng vẫn không nhìn rõ. Giáo sư đã nghiên cứu và áp dụng bài bấm huyệt này vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, coi như một giải pháp cung cấp máu cho mắt. Sau một thời gian kiên trì thực hiện, mắt ông đã cải thiện rõ rệt. 3. Bấm huyệt minh nhãn, giảm mệt mỏi mắt, nuôi dưỡng mắt sáng bằng một phương pháp massage đơn giản. Khi vào giờ nghỉ ngơi hoặc chờ xe buýt hay bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bạn nên bấm huyệt minh nhãn, huyệt phượng nhãn để giảm chứng mỏi mắt. Trước khi đi ngủ, nếu bạn không phải là người dễ ngủ, khuyến khích việc bấm huyệt để loại bỏ mệt mỏi mắt, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Phương pháp này cũng có thể ức chế được quá trình diễn tiến bệnh đục thủy tinh thể do tuổi già. Ngoài ra, bấm huyệt này cũng có thể làm giảm chứng viêm kết mạc cấp tính. Tất cả các triệu chứng liên quan đến mắt, những người làm việc với máy tính, công việc cần dùng mắt nhiều nên bấm huyệt này 2 lần mỗi ngày. Cách bấm huyệt: dùng ngón trỏ và ngón cái của tay này bấm day huyệt cho tay kia rồi đổi ngược lại. Mỗi lần bấm khoảng từ 3 đến 5 phút cho đến khi cảm thấy hơi đau hoặc nóng ở vùng huyệt thì dừng lại. Tiện lợi nhất là bấm vào các buổi sáng và tối, trước và sau khi đi ngủ dậy. Để có tác dụng, duy trì việc bấm huyệt đúng cách đều đặn tạo thành thói quen. Nếu bấm ít mà không đúng chỗ thì khó đạt được hiệu quả. Sáng ngủ dậy mà làm điều này 5 phút, da đẹp lên bất ngờ. Tin quá vui cho các tín đồ làm đẹp, với công thức đơn giản hết cỡ như thế này thôi mà da đẹp lên kinh ngạc luôn đấy. Làn da dù có đẹp bẩm sinh mà không được chăm sóc thì vẫn sẽ xuống cấp trầm trọng. Bụi bẩn, tia UV, thời gian tuổi tác, hóa chất, mỹ phẩm gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhan sắc của bạn. Do đó, đừng chủ quan mà hãy thực hiện ngay công cuộc tái sinh cho làn da từ ngày hôm nay như thế này. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một quả dưa chuột, bạn có thể thay bằng cà chua, chanh tươi đều được, một bát nhỏ đá viên. Cách thực hiện: đầu tiên, bạn rửa sạch dưa chuột để loại bỏ hết bụi bẩn, đất cát bám bên ngoài, có thể ngâm nước muối pha loãng nếu muốn đảm bảo hơn. Tiếp theo, bạn thái chúng thành thái lát mỏng rồi thả vào chậu nước sạch cùng đá viên.
Làm sạch da với sữa rửa mặt nhằm lấy đi lớp bã nhờn đào thải trong suốt thời gian ngủ. Sau đó, bạn đưa mặt ngâm vào trong nước đá, hít một hơi dài, nhắm mắt, nín thở trong chậu nước đá này. Giữ như thế cho đến khi bạn cần hít một hơi thở khác, lặp lại tùy theo ý thích của bạn. Cuối cùng, thấm khô mặt bằng khăn mềm, thoa kem dưỡng da như bình thường. Công dụng, đây cũng chính là bí quyết ruột của siêu mẫu Ketmos. Tuy chỉ với nguyên liệu đơn giản như vậy, nhưng chúng lại có khả năng làm đẹp rất xuất sắc. Trước hết, bạn sẽ cảm nhận được sự sảng khoái ngay sau khi thức dậy, giúp lấy lại tinh thần cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Sữa chuột cung cấp nhiều dưỡng chất làm sáng da, xóa mờ những vết thâm nám hiệu quả. Khi được kết hợp với đá viên sẽ làm tăng quá trình lưu thông máu, giúp da hồng hào, rạng ngời. Thêm vào đó, việc ngâm mặt theo cách này sẽ giúp bạn trẻ hóa, hạn chế tối đa nếp nhăn hình thành, trị mụn, điều chỉnh lượng nhờn tiết ra, xe khít lỗ chân lông. Sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt, da dẻ trắng hồng, săn chắc và láng mịn gấp nhiều lần so với trước. Thần dược chữa bệnh mất ngủ kinh niên ở ngay trong nhà bạn. Người ta thường quên rằng gừng là vị thuốc chữa mất ngủ rất hiệu quả. Càng ngày càng nhiều người mắc bệnh mất ngủ, số người mắc căn bệnh này không còn giới hạn trong độ tuổi xế chiều mà đã mở rộng ra những đối tượng là những người trẻ. Bệnh mất ngủ mặc dù không gây chết người nhưng lại bào mòn sức khỏe của con người một cách vô cùng kinh khủng. Bên cạnh việc sử dụng thuốc mà người ta biết rõ rằng sẽ có nhiều tác dụng phụ, nhiều người có xu hướng tìm kiếm những thảo dược giúp chữa bệnh mất ngủ một cách tự nhiên. Trong số những thảo dược được tin dùng để chữa căn bệnh mất ngủ, người ta thường quên rằng gừng là vị thuốc chữa mất ngủ rất hiệu quả. 1. Tại sao lại là gừng? Gừng là vị thuốc được sử dụng rất phổ biến trong đông y. Gừng có tác dụng đối với các kinh phế, tỳ, vị, thận và đại tràng, có tác dụng làm ấm, chống lạnh, hồi dương, thông lạnh. Thông thường, gừng được dùng để chữa những căn bệnh về tiêu hóa như đau bụng, đầy bụng, thổ tả, hay những bệnh do lạnh như cảm lạnh, ho, thấp khớp, do lạnh, chân tay lạnh. Khoảng 70% đơn thuốc đông y có vị gừng để thấy rằng gừng có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ chữa bệnh cho con người. Riêng với bệnh mất ngủ, vì trong gừng có chứa chất sinele giúp giải tỏa stress, trị bệnh nhức nửa đầu, giúp tinh thần con người sảng khoái và ngủ ngon giấc. Có thể thấy gừng rất hiệu quả trong việc điều trị mất ngủ, nhưng không phải có tác dụng trực tiếp ngay lập tức mà phải dùng để cải thiện bệnh dần dần. 2. Dùng gừng trị mất ngủ như thế nào? Có nhiều cách để dùng gừng trị mất ngủ. Nấu nước gừng ngâm chân mỗi tối giúp các kinh mạch thư giãn, cơn buồn ngủ sẽ đến nhanh hơn. Nửa củ gừng nấu với đường phen, đường đỏ và 500ml nước nấu lên uống vào buổi trưa và chiều để có tác dụng vào buổi tối. Bài thuốc này chữa mất ngủ kinh niên cực tốt nên kết hợp với cách ngâm chân bằng nước gừng. Gừng tươi ngâm với giấm, cho vài lát gừng vào chậu nước ấm ngâm chân trước khi đi ngủ. Trong vòng 30 phút làm đều đặn liên tục hàng ngày, chỉ trong vòng tháng rưỡi là bệnh mất ngủ sẽ hết. 3. Một số chú ý khi bạn sử dụng gừng, không nên gọt vỏ. Nhiều người gọt vỏ khi ăn gừng mà không biết rằng vỏ gừng cũng có rất nhiều công dụng chữa bệnh. Không nên ăn gừng trong thời gian dài. Những người mắc những bệnh dưới đây không nên ăn gừng liên tục: âm hư hỏa vượng, nhiệt trong, mắc các bệnh mụn nhọt, viêm phổi, phù thủng phổi, hạch phổi, viêm dạ dày, viêm gan, viêm thận, bệnh tiểu đường. Không nên ăn nhiều gừng, mặc dù gừng có nhiều tác dụng nhưng không nên quá lạm dụng. Cách lọc sạch phổi trong 3 ngày, dù người đó có thâm niên hút thuốc 40 năm. Bạn có muốn biết bí quyết không? Hãy cùng chúng tôi tham khảo cách làm sạch phổi chỉ trong 3 ngày thông qua bài viết dưới đây. Để quá trình làm sạch phổi diễn ra trọn vẹn, hiệu quả tốt nhất, trước 2 ngày áp dụng chế độ, bạn hãy nói không với sữa và các sản phẩm làm từ sữa, tránh xa môi trường có khói thuốc lá. Trước ngày đầu tiên, hãy uống một ly trà thảo mộc trước khi đi ngủ. Bạn có thể chọn bất kỳ loại thảo mộc nào cũng được. Loại thức uống này sẽ có tác dụng giải phóng các chất độc có trong ruột, tránh tình trạng táo bón. Chính điều này cũng tạo điều kiện để phổi có thời gian thanh lọc, không bị áp lực từ sự quá tải của các cơ quan khác. Ngay sau khi thức dậy, hãy chuẩn bị 2 trái chanh và 300ml nước. Chanh vắt lấy nước cốt hòa trong 300ml nước đã chuẩn bị và xin lưu ý, hãy uống trước khi ăn sáng bạn nhé. Giữa bữa ăn sáng và bữa trưa, hãy uống 300ml nước ép cà rốt. Loại thực phẩm này có tác dụng làm kiềm hóa máu của bạn trong thời gian làm sạch 3 ngày.
Trong bữa trưa, bạn nên uống 400ml nước ép các loại rau củ quả giàu kali như chuối, rau dền, khoai lang, cà chua. Kali đi vào cơ thể được xem như là một chất bổ làm sạch phổi. Trước khi đi ngủ, hãy bổ sung cho cơ thể 400ml nước ép nam việt quất. Hàm lượng kali và chất chống oxy hóa có trong loại siêu trái cây này sẽ giúp phổi chiến đấu với các loại vi khuẩn gây ra tình trạng nhiễm trùng. Nếu không có nam việt quất, bạn cũng có thể thay thế bằng các loại trái cây giàu kali khác. Bất kỳ thời gian nào rảnh rỗi trong ngày, hãy uống 300ml nước ép bưởi. Nếu bạn không tìm thấy được loại trái cây này hoặc không thích, có thể chuyển sang nước ép dứa. Cả dứa và bưởi đều giàu chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cải thiện hệ thống hô hấp. Lặp lại tương tự trong 3 ngày, phổi của bạn sẽ nhanh chóng được làm sạch chỉ với các thành phần nguyên liệu trái cây, không tốn kém, lại hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Ngoài áp dụng nghiêm ngặt các điều trên, bạn hãy áp dụng thêm 2 phương pháp đơn giản dưới đây. Mỗi ngày dành ra 20 phút để tắm hoặc ngâm mình trong nước nóng ấm. Các độc tố trong cơ thể sẽ được bài tiết ra ngoài nhiều hơn theo đường mồ hôi. Chuẩn bị một thau nước nóng, 5 đến 10 giọt tinh dầu khuynh diệp và một cái khăn to, cho toàn bộ tinh dầu vào trong thau nước, trùm khăn lên đầu sao cho hơi nước bốc lên phả vào mặt. Hãy hít toàn bộ lượng hơi nước đó vào trong người cho đến khi nước nguội. Nếu bạn muốn phổi thông thoáng, không còn độc tố bên trong, hãy thực hiện theo cách hướng dẫn trên. Chúc bạn thành công. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.